cùng với tất cả các bạn, hiện tại em là sinh viên năm cuối của trường Cao đẳng Đại Việt Khoa Y Dược, và hiện tại em còn 3 môn nữa mới xong. Thì tất cả các bạn tôi sinh viên, cho nên khi mà mình đã bước chân đến trường rồi thì cứ yên tâm về việc công tác và giáo dục của trường nha. Các bạn hãy đến đây và cảm nhận cũng như Cần đã từng cảm nhận sự nhiệt tình của tất cả các thầy cô khi mà mình học tại trường này nha. Và để liên tục chương trình thì không làm gián đoạn cũng như là mất lửa của tất cả các bạn, Lê Cần cũng như là anh Hùng Cường xin gọi đến tất cả các thầy cô cùng các bạn qua nhạc cũng được mang tên Chỉ Riêng Mình Ta. Bài số 2 cho em ạ. Cảm ơn anh ạ. Và sau 1-2 ca khúc nữa các bạn cứ cùng đến với hãy tiếp tục với anh Hùng Cường và Lê Cần nha. Trường Cao đẳng Đại Việt có vừa tổ chức một cái buổi chào đón sinh viên như thế này thì em là người đăng ký đầu tiên để được về trường. Thứ nhất là có thể gặp lại thầy cô, thứ hai là có thể là đem một chút xíu
gì đó của mình, văn nghệ của mình để gửi đến tất cả các bạn trong buổi sáng ngày hôm nay. Xin cảm ơn tất cả các bạn rất là nhiều cùng tất cả các thầy cô ạ. Còn là người có thể là hãnh diện nhất trong buổi sáng ngày hôm nay. Không biết là cô Thảo có sẵn sàng lên sân khấu để cùng giao lưu với sinh viên của mình không ạ? Cô ơi, đâu có sao đâu cô. Cô xem như giống như một cái buổi bình thường, cô đi gác đi tụi em đi cô. Để lời một tràng bớt tay sầm lớn cho cô Phương Thảo đến từ khoai dược á, là giáo viên chủ nhiệm của bạn cần á. Cô hãy dùng cái nguồn năng lượng tích cực đó để mà lan tỏa đến tất cả các bạn tân sinh viên trong buổi sáng ngày hôm nay đi cô. Chào một lần nữa xin mời cô Thảo ạ. Sao vậy cô? Không sao đâu cô. Theo chia sẻ của Cầm thì cô Thảo coi thi thì cô Thảo không bao giờ ngại đâu. Cô Thảo rất là gắt, nhưng mà không biết ngày hôm nay thì tại sao cô Thảo lại ngại ạ? Nếu mà cô Thảo không lên sân khấu thì thôi, chúng ta sẽ dành cho đoàn Loto Sài Gòn Tân Thời một tràng pháo tay thật lớn nữa để chúng ta sẽ cùng chào đón những tiết mục tiếp theo đến từ đoàn Loto Sài Gòn Tân Thời ạ. Vì lý do kẹt xe một chút xíu thôi. Gửi nào gửi đến tất cả các bạn tân sinh viên không ạ? Không có biết nói gì hơn hết trơn, thì giờ sau để coi học trung cấp cũng hết 2 năm và hiện tại là đang học cao đẳng nữa. Cao đẳng thêm 3 năm nữa thì cũng năm cuối rồi. Cho nên là Lê còn cảm nhận được tất cả các tình thương của tất cả các thầy cô giáo để gửi để dành cho chúng em khi mà chúng em bước chân đến cái trường này học. Thì mong rằng là tất cả các bạn khi mà đến nơi đây để học á, mình sẽ có được thứ nhất là cái nguồn năng lượng tích cực nào, thứ hai là mình sẽ có một kết quả học tập thật là tuyệt vời. Và một lần nữa thì xin chúc tất cả các bạn sẽ thành công trên con đường mình đã chọn, cũng như đã chọn đúng cái trường mà mình sẽ học hiện tại và trong tương lai nha. Yeah.
bạn rất nhiều. Thật sự thì các bạn rất là nhiệt huyết và máu lửa trong buổi sáng ngày hôm nay. Và hy vọng là cái nhiệt huyết này các bạn sẽ giữ tới tối ngày hôm nay luôn các bạn nha. Và một lần nữa thì đàn Gotham Phèo Tân Thời cảm ơn mọi người rất nhiều. Vâng, và Happy Thai xin mời đến tất cả quý vị. Các bạn bài hát được mang tên Tân Thời, xin mời tất cả quý vị cùng thưởng thức. Anh vẫn cứ mãi mê anh ngồi, bàn tay anh vẫn đi, chỉ chỉ sáng chiều. Điều gì làm anh thích thú như thế kia? Người ta vẫn nói đó là bông điên, người ta vẫn nói đó sao hay yêu. Người tình chưa trái nhất, làm gì không đúng cách? Còn em chưa quen, anh sẽ như đã biết mình. Đôi khi người quá lãng quá yêu đời. Rất là nhiều, đã trời sung rồi. Anh Cần ơi,